Nay thì Alex đi mộng đào nguyên ở Đà Lạt, thì mình thấy ở trên TikTok cũng như trên Facebook giới thiệu chụp hình cảnh mộng đào nguyên rất là đẹp các bạn. Thì các bạn đi Đà Lạt vào những cuối năm thì các bạn sẽ thấy được hoa anh đào, và lên trên đây gọi là mộng đào nguyên thì rất là đẹp các bạn, thấy được mai hoa mai anh đào. Như năm nay thì không đẹp bằng mọi năm, nhưng nay mình cái clip này để mình chia sẻ. Lên thì rất đẹp, nhưng con đường đi rất là gian nan các bạn. Thì các bạn có đi phương tiện bằng đi phượt bằng xe Honda, hoặc là đi xe hơi ở nhà của mình, hoặc là đi xe Jeep. Thì xe Jeep đi lên đi xuống là 100.000 các bạn. Thì bạn nào muốn trải nghiệm bằng xe Honda thì mình đi xe Honda. Nhưng các bạn nhìn cái video clip của mình để các bạn biết là mình cần thiết khi đi bằng xe Honda đi lên những đoạn đường gian nan và cực như thế này thì mình cần mặc những thứ gì và mang theo những thứ gì và lưu ý những cái gì cần thiết cho mình. Cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn về cái đường đi lên là mộng đào nguyên nha các bạn. Màn sương buông hòa vào ánh nắng, gió lạnh mây trắng bay. Nhìn quanh tôi một chùm núi cao, hòa vào mây trời bát ngát. Đường tôi đi một ngàn sắc hoa, con suối reo gọi mời. Người phương xa hay cùng đến nơi, Tây Bắc khi xuân về. Lọc non gương mình đón nắng, đón mùa xuân ghé qua. Ruộng bậc thang từ xa xa, rừng đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình. Thank you.